Sáng ngày 18 tháng 1, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức đoàn đi thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các trụ trì và tăng ni Phật tử, cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các cơ sở Phật giáo đã đồng hành cùng thành phố, quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ sở Phật giáo tiếp tục làm tốt công tác từ thiện, hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ già neo đơn, vận động các tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tặng quà và gửi lời chúc các vị trụ trì tăng ni Phật tử dồi dào sức khỏe, đón năm mới Nhâm Dần tràn ngập niềm vui, an lành và hạnh phúc.